Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay. Đây là vườn cây bonsai. Thì Thanh Phú cũng chia sẻ rất nhiều cuốn video trên kênh. Thì hôm nay cũng nhân dịp Thanh Phú ghé lại cũng review và chi tiết khu vườn bonsai. Cũng có rất nhiều cây thuộc hàng đẳng cấp. Thì trong cuốn video ngày hôm nay thì vừa review vừa gửi đến quý vị cùng xem những tác phẩm cây bonsai, và trong đó cũng có một số nào đó có giao lưu để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em xem và cùng tham khảo. Rồi, Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông, có chữ tất cả xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị. Rồi, một cây tùng gọng C. Xây kích cũng là hai người B. Cái gọng C đẹp quý vị. Là tùng vạn niên. Cốt nó đẹp. Tây tàng chi râm bên trên cũng đầy đủ. Có phần đế cũng khá đẹp. Cúc tây cũng to. Mấy cái đầu cắt bên trên nó liền lại quý vị. Rất là khéo. Và một tác phẩm trăng đỏ, cây mà bữa trước Thanh Phú chia sẻ cái dáng lạ, nhà vườn cũng tạo tác theo cái kiểu lối mới. Trăng đỏ mà tạo cái cốt này thì nó cũng khá ngộ, đặc biệt là trăng thì nó cho hoa quanh năm. Thì hôm trước Thanh Phú chia sẻ cái tác phẩm trang đỏ này cũng có một số anh chị em cũng có quan tâm. Chậu trang đỏ này khá bắt mắt. Tạo theo lối mới cái kiểu như cái tam cấp cầu thang không quý vị. Cũng hay. Còn đây là một cây tùng, cũng là tùng vạn niên. Cây này cũng hai người bê mà cốt to quý vị. Đa số là những tác phẩm cây nơi đây là rất đẹp và chuẩn cây, đặc biệt là cốt liền. Cây này cũng tạo tác một cái dáng kiểu như nó bay quý vị, khá khá ngộ. Bông tán chi râm thì nó cũng đầy đủ.
Thành phố quay lại một cây mai chiếu thủy này cũng khá to. Cây này cũng xây trung, hoành cỡ lớn. Bông tán tay cành thì cũng chi tiết, cũng thuộc hết quý vị. Gốc lớn và cốt nó cũng lùn, chiều cao nó khoảng tầm 70. Bộ tán này thì chắc khoảng là chắc cũng mét rưỡi, gần mét rưỡi quý vị. Đây là cụ khế. Cụ khế là rất đẹp. Bữa trước Thanh Phú chia sẻ thì mới có cho bông. Bữa nay là trái cũng khá nhiều trên cây. Cụ khế này thì thôi tuyệt vời quý vị. Thì trái chín cây. Và có một tác phẩm Linh Sam Rin. Cây này hôm trước cái video trước Thành Phú chia sẻ là cũng có vài anh em cũng có quan tâm cái tác phẩm Linh Sam này quý vị. Cây nó cũng 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 khá dị cây. Cốt thì to. Được là nguyên bản zin nên cây rất là giá trị. Đấy, cây zin này nhìn cái bộ lá của nó là hoa nó cho liên tục mà hoa to không có gì. Có một số lũa trên trên thân. Linh Sam mà có lũa thì đẹp. Đặc biệt là cái hoa nó rất là thơm. Già, yeah, cực kỳ già quý vị. Nguyên bản rin của cây. Để đẹp. Chạy những cái phần rễ đi rất là khéo. Và có một số lũa trên thân nó cũng khá bắt mắt. Rồi, tiếp tục gửi đến quý vị là tác phẩm Hải Châu. Cây này cái cốt nó thông thoáng, có một cái tay này hay lắm quý vị, thiên nhiên ban tặng. Đấy. Và cái tác phẩm Hải Châu này có trái đợt đầu cái gì, mùa hoa trái mà nó có đợt đầu nên trái nó cũng to rồi, và nó tiếp tục cho đợt sau.
Cây này cũng mới cân nhẹ lại bộ tàn. Có cái tay này đổ xa đẹp. Nó bay ra khoảng tầm 1,2 m. Tay này nó bay ra quý vị. Tính từ cái cốt. Và chiều cao cũng tầm khoảng 1,5 m. Cây này quý vị cùng anh chị em mình có cái sân vườn rộng hay là trước nhà. Mình đã để lên một cái đôn hơi cao một xíu. Dáng này nó thông thoáng. Nó cũng khá dị cây. Quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp. Và tiếp tục một tác phẩm Nguyệt Quế. Cây rất già. Cái này nuôi lâu. Hầu như là thả nhôm kẽm trên cây hết quý vị. Sạch nhôm kẽm. Nó cũng mới cân lại, cắt lại những cái tược thừa đó quý vị. Chắc đợt sau ra bông. Bông thì liên tục. Đây nè quý vị, đó nó ra liên tục. Quế thì nó rất là thơm, hoa nó thơm. Cốt nó cũng khéo. Đấy, quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm cứ liên hệ trực tiếp. Này cũng xây xây cũng khá khá to. Này giống tầm 4 người bê. Thì tác phẩm Nguyệt Quế này quý vị sở hữu về mình trang trí trước không gian nhà hay là khu vườn mình cũng rất là thích hợp. Đặt vào một cái chậu chậu tròn. Chậu đắp nổi cũng đẹp. Rồi, tiếp tục. Thanh Phú mời quý vị cùng ngắm. Một tác phẩm Vạn Niên Tùng hai thân thì cũng khá dị cây. Này cũng là hàng hiếm quý vị. Đó, lên song thân một 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 cốt. Những cái chủng loại khác thì nó có rất nhiều thân. Đặc biệt là Tùng La Hán mà cái kiểu như này thì nó cũng hiếm. Hai thân đều nhau. Di tàn dày, nói chung là cây này nó thuộc. Chi râm thì khỏi phải bàn rồi, vì cây đã nuôi lâu. Những cốt tây, đặc biệt là nó có hai thân, nó cũng khá dị cây. Cây này thì tác phẩm này mà trang trí vườn nhà thì
cũng có rất nhiều người chú ý và quan tâm. Bởi vì tùng vạn niên mà một cốt hai thân thì nó hiếm. Đa số là cúc một thì nhiều, xây to thì cỡ nào cũng có. Đấy, như cây trước màn hình quý vị là cúc một mà rất là to, hoành nó cũng tầm khoảng 75-80. Những cái mẫu đó thì rất nhiều, nhưng mà mẫu mà một cúc hai thân thì nó lại hiếm quý vị. Còn tác phẩm này thì cũng có rất nhiều người biết đến. Vì đã xem kênh của Thanh Phú thì tác phẩm này thỉnh thoảng Thanh Phú lại chia sẻ lên. Đây là một siêu phẩm sam trái. Một cái dáng cây hồi đầu, dáng độc lạ. Thì cũng mới cắt nhẹ sơ lại bấm gọn để Thanh Phú chia sẻ cho nó rõ, để gửi đến quý vị cùng xem, cùng ngắm. Tác phẩm này thì Thanh Phú cũng không có diễn tả gì nhiều, vì cũng chia sẻ rất nhiều cuốn video ở trên kênh nói về cái tác phẩm này. Thì thỉnh thoảng là chi tiết lại quý vị xem. Thì cây mỗi ngày nó mỗi đẹp ra hơn. Đấy, nó cái đường thân nó chạy. Đường thân bữa nay nó mập to quá vậy. Khi râm thì thôi khỏi bàn. Sâm trái mà chừng này thì phải nói là đẳng cấp quá vậy. Đặc biệt là có một cái dáng hồi đầu do thiên nhiên ban tặng, gọi là vậy là mới độc quý vị. Đây, cái đoạn đề bà nó tuyệt vời quý vị. Đấy, nó hồi đầu. Để ở Thành Phú lui ra quý vị xem nó. Cúc thân của nó. Chỗ này nó cũng hơi chật quá nên cũng không lấy cái bóng được bên này quý vị. Quý vị xem trên cái chủ. Tính từ bên trên Thanh Phú để máy quay lần xuống cái thân, quý vị thấy cái đường thân nó chạy đó, là xuống điểm đó là nó hồi đầu. Tuyệt vời, nếu quý vị mà tận mắt nhìn bên ngoài thì thôi chưa.
Rồi thì cuốn video này Thanh Phúc cũng ghé qua một siêu phẩm sâm trái dáng hồi đầu. Đây là cũng hàng siêu phẩm, hàng cực phẩm quý vị, gọi là hàng hiếm quý vị. Để xem qua tí xíu gửi đến quý vị cùng anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Và phía trước có hai tác phẩm, một là Lộc Vừng, hai là Khế. Một hai tác phẩm này cũng khổng lồ, tức là xây to quý vị. Ở bên trước hai tác phẩm này Thành Phú chưa chưa chia sẻ, chưa chi tiết lần nào, thì hôm nay sẵn dịp này Thành Phú gửi đến quý vị cùng xem ngắm. Rồi tiếp theo Thành Phú mời quý vị xem hai tác phẩm khổng lồ, một Lộc Vừng và một là Khế Cổ. Và xây cũng hàng siêu to quý vị, được trang trí trên cái chậu chiều dài là 4 mét, kinh khủng quý vị. Đặc biệt cây này là cái bệ đế nó đẹp tuyệt vời quý vị. Phải nói là một siêu khủng Lộc Vừng. Vừa rồi cây buông hoa rất đẹp, Thành Phú chia sẻ hơi muộn quý vị. Nói về độ già thì cực kỳ, vì xây cỡ này thì cây già. Kinh khủng. Phía trước thì có hai tác phẩm sung túc. Hai xây này nó cũng bằng nhau quý vị. Rồi để Thanh Phú đi vô bên trong chi tiết cái bệ đế quý vị xem. Đây có hai cái phượng đẹp quá quý vị. Ủa, cái chậu mà 4 mét thì kinh khủng quý vị. Cái bành rễ mà cái kích thước, cái chiều dài của cái bành rễ nó hầu như nó cũng là gần hết cái chậu 4 mét. Siêu khổng lồ Lộc Vừng. Cái tuổi đời thì khá cao. Cái da của cây mà nó nứt luôn quý vị, tức là cái đầu già nó kinh khủng. Thành Phú quay cụ khế quý vị, một cây khế trực cổ, tổng chiều cao chắc tầm khoảng 2m7. Một cụ khế già kinh khủng luôn quý vị, nứt da hết.
thì những cái cành nhánh chưa được thu gọn. Mùa này thì rất là nắng. Tuổi đời không biết bao nhiêu mà tính. Cái thân cả ôm cái gì. Rồi, hai tác phẩm siêu khủng thì cũng gửi đến quý vị xem qua. Rồi cho hoa cho trái liên tục. Rồi, Thanh Phú mời quý vị qua xem ngắm chút xíu. Cặp sung túc. Cũng kinh khủng đó quý vị. Cặp sung túc này nó đều lắm quý vị. Dáng nó cũng nà ná nhau, kích cỡ. Rồi, Thanh Phú hẹn lại quý vị một cuốn video khác. Sẽ chia sẻ kỹ hơn. Thì thời lượng cũng khá dài. Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông và chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.